Đây là khu thành cổ Sơn Tây. Mời quý vị và các bạn du xuân, xem cây. Chỗ này là những cây nhỏ nhưng cũng rất là chất lượng nhé. Cây xanh ký ở trong một khối đá ong. Đá ong là loại đá rất là đặc trưng của khu vực Sơn Tây. Cây xanh dáng trực huyền. Cây đá rất là đẹp. Một cái rễ buông xuống này. Chỗ này thì có một cái si. Bò búp đẹp này. Bò da sáng. Rễ cũng có những cái nét dị. Xì rất là đẹp. Cây hoa giấy. Cây hoa giấy này làm chút đá cũng rất là hợp lý. Đẹp. Đường chuyển của thân rất là tuyệt vời. Chỗ này là cây lộc vừng. Lộc vừng dáng siêu. Là phần thông tin của chủ cây nhé. Chỗ này có tác phẩm lộc vừng khá là đẹp. Gốc rất là hầm hố, xù xì. Cây huyệt quế này. Mày đang 16, tao đang 15 đây này. Bây giờ lớp 12 ở lớp. Cây xanh nhỉ, khá là hay. Hoa giấy. Xin. Xin búp hồng này. Tùng là hán nhỏ. Khá là đẹp. Sung, một cái sông được trồng trong một cái khay mọc, trên đó có kỳ đá và cái chỗ này cũng có thể đổ nước được này. Khó duy nhất một quả sung. Gốc rễ đẹp. Đưa người trưởng thân này. Lên trên thì co lắc. Khá là đẹp. Có chiều sâu. Chỗ này có những cái cóc rất là đẹp. Quý vị các bạn xem tiếp nhé. Cóc quái. Chủ nhân là Chu Quang Tuyến.
những cái cóc, mỗi cây có những cái dáng vẻ khác nhau một chút, nhưng nó đều có cái nét chung của nó rất là dị. Quái cây à, cái này mới hay lên nhé. Chỗ này thì nó xoắn này, nó chuyển hướng này, nó lại xuống này. Trung quả nó đấy. Cái này cũng đặc biệt này, cũng của chủ nhân là Chu Quang Tiến đấy. Cái cóc này, cái này cũng rất là dị. Quý vị cảm thấy yêu mến thì có thể trực tiếp với chủ cây để giao lưu nhé. Hoa giấy này. Chỗ này có những cây cũng rất là đặc biệt này. Bên kia có cả cái nhãn này. Cái nhãn mà làm cây cảnh rất là ít người làm nhé. Nhãn này. Hồng xiêm này. Hồng xiêm thì bây giờ rất nhiều người đã đưa lên khay chợ để làm cây cảnh. Hồng xiêm cũng là một cây ăn quả. Cây này là cây chay này. Cây rất đặc biệt nhé, chay gốc rễ rất là đặc biệt, cả cái đường chuyển của thân. Xanh kỳ đá kỳ mọc này khá đẹp, tán được uốn tỉa chia đều cho các phía ấm tán. Mọc nữa này. Cây mọc nữa này. Quý vị và các bạn vừa xem cây tại triển lãm sinh vật cảnh Sơn Tây. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.